Xin chào các bạn thân mến. Nếu như các bạn đang rất là quan tâm tới cổ phiếu Vinamilk thì cái video này sẽ dành cho các bạn. Bởi vì sao? Mình sẽ thống kê cái cách thức để các bạn có thể đầu tư cổ phiếu Vinamilk đạt được một cái mức sinh lời là 13.2% trên năm, khá là cao hơn so với tiết kiệm ngân hàng. Và cách thức thực hiện như thế nào mình sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn trong cái video này. Xin mời các bạn hãy vào xem cái video của mình các bạn nha. Xin chào các bạn thân mến. Quay lại cái câu chuyện về chúng ta sẽ việc đầu tư cổ phiếu Vinamilk như thế nào, thì Hòa sẽ tính cho các bạn cái hiệu quả tích lũy của Vinamilk trong quá khứ nhé. Chúng ta sẽ có 3 cái tiêu chí, 3 cái thông tin mà chúng ta cần phải thống kê. Đó chính là thống kê cổ tức tiền mặt của Vinamilk từ khi lên sàn chứng khoán là ngày 19 tháng 1 năm 2006 đến giờ, thống kê cổ tức cổ phiếu cũng tương tự, và thống kê tăng trưởng giá trị mà chúng ta tích lũy bắt đầu từ 19 tháng 1 năm 2006 đến ngày 7 tháng 4 năm 2021 chính là ngày mà Hòa làm cái video này. Thế thì cái công thức để tính hiệu quả của Vinamilk là như thế nào? Thì cái lợi nhuận sẽ bằng cổ tức tiền mặt cộng với cổ tức cổ phiếu cộng với cả giá trị tăng trưởng. Và cái tỷ suất sinh lời bình quân thì Hòa sẽ dùng cái hàm IRR trong Excel để tính các bạn nhé. Sau đây thì Hòa sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết cái bảng mô tả cái cách thức mà chúng ta sẽ tích lũy trong quá khứ để minh họa cho một cái kết quả mà nếu chúng ta thực hiện rất là kiên trì bền bỉ việc tích lũy cổ phiếu Vinamilk các bạn nhé. Xin chào các bạn thân mến, Hòa có một cái bảng thống kê rất là chi tiết dành cho anh chị và các bạn về việc tích lũy cổ phiếu Vinamilk tính từ ngày 19 tháng 1 năm 2006. Và tổng thời gian tích lũy của chúng ta sẽ là 184 kỳ, số năm tích lũy là 15,22, thời gian đây từ 19 tháng 1 năm 2006 đến 7 tháng 4 năm 2021. Thế thì Hòa thống kê được là Vinamilk có 32 đợt trả cổ tức bằng tiền mặt và 5 đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu. Và các bạn nhìn thấy không, với cái số lượng cổ phiếu hàng năm, hàng tháng mình tích lũy là 100 thì mình sẽ được cái cổ tức tiền mặt sẽ là hơn 1,6 tỷ và giá trị cổ phiếu thưởng nhận được là hơn 3,3 tỷ. Tính theo cái giá trị cổ phiếu ngày 7 tháng 4 năm 2021 trên thị trường, đang giao dịch trên thị trường đó. Thế thì cụ thể như thế nào? Chúng ta tích lũy như thế nào đúng không ạ? Đây các bạn hãy nhìn nhé. Đây là một cái bảng thống kê tích lũy. Nếu mà chúng ta cứ làm liên tục thì cái ngày mà chúng ta đầu tư là 19 tháng 1 năm 2006, nếu mà ngày này vào ngày thứ bảy, chủ nhật hay ngày nghỉ lễ, Tết vân vân, thì chúng ta sẽ chuyển vào cái ngày làm việc tiếp theo. Thì đây chính là cái cột đầu tư thực tế các bạn nhỉ. Và cái giá khớp lệnh này thì chính là cái giá mà Hòa lấy là giá khớp lệnh cuối ngày của các cái ngày này. Đó. Số lượng cổ phiếu thì đều tăm tắp, 100 cổ phiếu, bất kể tình hình thị trường lên xuống như nào vẫn mua. Đây là số tiền đầu tư hàng tháng sẽ bằng với cả giá khớp lệnh nhân với 100 thôi, rất đơn giản đúng không ạ? Và cái giá trị cổ phiếu ngày 7 tháng 4 năm 2021 là từng này. Mình chỉ cần lấy số lượng mình nhân với cái giá là mình ra được giá trị này. Thì mình tính được cái lợi nhuận ngay đúng không ạ? Thì mình cứ lấy cái giá trị này mình trừ đi số tiền đầu tư hàng tháng là mình ra được lợi nhuận. Và bên cái cột bên này thì Hòa tính cái giá trị cổ tức bằng tiền mặt và giá trị cổ tức bằng cổ phiếu rất là chi tiết, Hòa thống kê theo từng kỳ, từng ngày, từng tháng, từng năm luôn các bạn ạ. Không phải là mình làm áng áng đâu, mà đây mình làm chi tiết. Vinamilk có như thế nào mình làm như thế. Đó, mình thống kê chi tiết như này mình ra được luôn. Vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? Chúng ta phải tổng hợp được cái dòng tiền này, cái dòng tiền đầu tư này. Các bạn nhìn thấy không, dòng tiền đầu tư này. Đây các bạn, ngày đầu tiên các bạn bỏ ra 5.300.000 đồng thì các bạn đánh dấu âm đúng không ạ? Thì cứ hàng tháng các bạn bỏ tiền ra. Đấy, và các bạn có dòng tiền về thì các bạn lại cộng vào. Đó, các bạn thấy không? Đó. Những cái công thức thì nó khá là đơn giản. Như vậy thôi. Và cuối cùng thì các bạn sẽ ra được một cái số
tiền cuối cùng mà các bạn bán đi thì này, các bạn bán đi này. Đấy, các bạn bán đi thì các bạn được 6 tỷ 854 triệu đồng. Thì cái số tiền này nó bao gồm cái gì? Nó sẽ bao gồm cái cổ tức bằng tiền mặt là các bạn tái đầu tư. Đấy, và nó sẽ bao gồm giá trị cổ phiếu bằng cổ tức. Thì các bạn lúc đấy các bạn thời điểm đó các bạn cũng sẽ bán đi. Các bạn ra được cái số tiền này. Đấy, và các bạn chạy dòng tiền ra số tiền này. Và cuối cùng là gì? Các bạn sẽ tính cái hàm IRR, tính là tỷ suất sinh lợi bình quân của cái phương án đầu tư này của hàng tháng 1 thì nó sẽ ra là gì? 1,1%. Và các bạn tính bình quân theo năm nó sẽ ra là 13,2%. Rất đơn giản như vậy thôi. Các bạn nhân cái 1,1 nhân với 12 thì sẽ ra như vậy. Rõ ràng là ở đây là chúng ta khi mà chúng ta kiên trì, chúng ta tích lũy 15 năm đấy, thì chúng ta sẽ có cái vốn gốc tích lũy là hơn 2,2 tỷ. Nhưng cái lợi nhuận đem lại cho chúng ta là hơn 4,6 tỷ. Đó. Và cái tỷ suất sinh lợi bình quân hàng năm là 13,2%. Các bạn có thể hiểu rất đơn giản cái cách làm như thế này thôi. Và từ bây giờ trở đi, các bạn cũng cứ tích lũy như thế này về lâu về dài với cổ phiếu Vinamilk. Hoàng nghĩ rằng là với cái mức bình quân như thế này nó cũng khá là hấp dẫn đối với các bạn rồi, đúng không ạ? Nó cũng cao hơn tiết kiệm ngân hàng khá là nhiều. Và Vinamilk cũng là một cái cổ phiếu về bán lẻ khá là bền vững, an toàn, và cái P/E của nó cũng nhiều năm rất là ổn định, lợi nhuận cũng khá là ổn định cho các bạn. Tuy nhiên về mặt tăng trưởng giá trị là không có, thậm chí là âm, thậm chí là âm các bạn ạ. Nhưng cái tăng trưởng về cổ tức tiền mặt hay là cổ tức cổ phiếu lại rất là tốt. Đây này các bạn nhìn nhé, cổ tức bằng 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 tiền mặt các bạn hơn nhận được hơn 1,6 tỷ này. Đấy, gồm cả tái đầu tư các bạn nhận cổ tức bằng cổ phiếu hơn 3,3 tỷ. Đấy, cổ phiếu rất là nhiều các bạn ạ. Đó. Thì rõ ràng đây là một trong những cái phương án đầu tư cũng khá hay cho các bạn. Các bạn có thể tham khảo. Vinamilk cũng là một công ty khá là an toàn cho các bạn đầu tư tích lũy đó. Và số tiền thì nó cũng tương đối lớn hàng tháng, thì các bạn có thể là gom vào 2 đến 3 tháng các bạn tích lũy một thể, đúng không ạ? Như vậy là mình đã vừa mới chia sẻ với các bạn rất là chi tiết cách thức mà mình thống kê lại cái dữ liệu lịch sử khi mà chúng ta tích lũy đầu tư cổ phiếu Vinamilk, đúng không ạ? Nó cũng khá là hấp dẫn nếu mà chúng ta làm theo một cái phương pháp như thế này để chúng ta tích lũy trong tương lai. Tất nhiên là kết quả trong quá khứ không thể chắc chắn được trong tương lai có như quá khứ hay không. Tuy nhiên thì các bạn hãy tin tưởng rằng ở Vinamilk cũng là một công ty khá là lớn, cũng là một trong những tập đoàn về bán lẻ khá là lớn ở Việt Nam, và cái mức lợi nhuận bình quân khá là tốt. Và như mình chia sẻ, giá trị tăng trưởng là không tăng, thậm chí là âm, nhưng các bạn sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu lớn hơn rất nhiều so với cái giá trị mà Vinamilk mang lại cho các bạn về cái việc tăng trưởng giá trị. Các bạn hãy lưu ý như thế. Và như vậy thì các bạn sẽ có một cái cách thức tiếp cận với đầu tư cổ phiếu Vinamilk trên một cái góc nhìn khác. Xin cảm ơn các bạn đã xem cái video này, và đừng bỏ lỡ video của mình. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube và ấn vào nút chuông, và hãy like tặng mình một cái nút like để mình có nhiều động lực hơn nữa chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.